Phước đức nhân duyên bởi tài người, luật đời nhân quả có lâu rồi. Lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ quằn bôn ba. Cho từng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì. Trần gian vẫn đó bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Vâng, thưa quý cô bác, anh chị thân mến, mình được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ muốn gửi tới quý ông bác anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác, sự thật bất ngờ vận mệnh cuộc đời của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, đúng tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, ơn trên báo đáp, qua cơn bí cực tới hồi Thái Lai, tạm biệt cuộc sống nghèo khổ, hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý cho đến cuối đời. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thân mến, nhân gian thường nói, nếu muốn biết quá khứ, hãy nhìn hiện tại, nếu muốn biết tương lai ra sao, thì hiện tại sẽ trả lời. Kiếp nhân sinh cho ta thấy rằng, số phận và đường đời căn bản của mỗi người, quả thực được quyết định từ trước khi sinh ra. Dựa theo quy luật nhân quả luân hồi và nghiệp báo muôn đời, thì bạn sinh ra giàu hay nghèo, bố mẹ, anh chị em, người thân trong tương lai là ai, đều đã được quyết định sẵn, chỉ chờ đến thời điểm sẽ xuất hiện. Dựa trên căn nguyên từ nhiều đời, nhiều kiếp, các nghiệp quả phải trả, và phúc đức là do chính bạn tạo nên. Như vậy, tâm thế nên có, không phải là ganh đua để hơn thua với người khác, mà là tâm thế thản nhiên, đón nhận mọi điều mình có, thắng không kiêu, bại không nản. Bởi nguyên nhân thành hay bại, có thể vốn được quyết định từ trước khi bạn sinh ra ở đời này. Mới đây nhất, theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, đúng tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, gặp nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh chờ trực giáng xuống đầu, tuy nhiên cũng sẽ có được rất nhiều những cơ hội vàng nếu nắm bắt được, thì quý mệnh chủ sẽ xoay chuyển được vận mệnh của mình. Nhờ đó mà tiền bạc kéo đến ầm ầm, cuộc sống hàng ngày dư dả tiền tiêu, giàu sang hết phần thiên hạ. Vậy, vận trình của tuổi Nhâm Dần 1962 sẽ có biến động ra sao? Trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch tới, mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, nam nữ mạng. Trong số 12 con giáp, tuổi Dần là biểu tượng cho con hổ, sinh vật ở vị trí thứ 3 trong chuỗi này. Loài vật này được coi như là vị chúa tể của rừng xanh, hoặc được gọi một cách dân giả là ông cọp. Hổ tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm và trí tuệ, người tuổi Dần yêu thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang và thành công rực rỡ cho mình. Đặc biệt, họ là người mạnh mẽ, quyền uy, thường không dễ bị áp bức hay bị vu khống. Nhâm Dần rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyết đoán, nhưng lại hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Người này có tố chất lãnh đạo, không thích phục tùng người khác, cũng không thích bó buộc, họ thích đón nhận những thách thức mới, dù khó khăn cũng không lùi bước. Nếu có thể sống theo ước mơ, theo đuổi những gì mình lựa chọn, thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của con giáp này. Người tuổi hổ rất được lòng mọi người, họ thông minh, nhân hậu, có cá tính mạnh cũng rất độc lập, có ý chí và lòng gan dạ hơn người, vẻ ngoài tự tin khiến nhiều người kiêng nể. Đây cũng là khí chất của một người lãnh đạo. Nhâm Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc, họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, có quyền lực trong tay. Người tuổi Nhâm Dần là người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng, họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên, an ủi,
họ luôn là nguồn động viên, khuyến khích người khác phát triển. Thái độ chân thành của người tuổi Nhâm Dần sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy, thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không khoanh tay đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng, họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Phía sau vẻ oai hùng người tuổi Nhâm Dần còn ẩn chứa một sức mạnh kiên định. Chỉ cần có cơ hội thì họ sẽ ngồi vào ngôi báu của bậc quân vương. Nhâm Dần thường sống ngay thẳng, chân thật, không mấy khi nói chuyện lòng vòng, sâu xa, mà không giấu chớm suy nghĩ thật của mình. Họ là người cương trực, không chịu luồn cúi, tâm hồn trong sáng, không chút vấn đục. Tuy nhiên, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham tiền bạc, hay chỉ trích người khác, chăm bàn tán chuyện thị phi, lại thiếu nhẫn nại, hay dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao, lại thêm bản tính quá cương trực, ghét nói chuyện đẩy đưa, nên ra ngoài xã hội rất dễ gặp chuyện, mâu thuẫn với mọi người, bị mọi người ghét bỏ, xa lánh. Đời sống tình cảm khá ổn định, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc yếu đuối, bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Sự nghiệp của người tuổi này khá phát triển, bởi họ làm việc cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm, chỉ cần định rõ mục tiêu là sẽ dồn hết tâm sức để thực hiện. Tuy nhiên, nếu gặp phải khó khăn thì họ dễ bị xuống tinh thần và mất đi sự tự tin. Người tuổi Nhâm Dần được thần tài nâng đỡ, cả vận chính tài và thiên tài đều rất tốt, dù là làm kinh doanh hay làm công sở thì đều được lộc trời. Tuy nhiên, bản mệnh hành xử nên cẩn trọng, chớ thấy thắng lợi nhiều mà bất cần, chuyện gì đã quyết thì hãy dũng cảm tiến tới. Phụ nữ tuổi Nhâm Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông họ năng động, nhiệt tình, nổi bật, hút mọi ánh nhìn xung quanh, dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Nữ mệnh tuổi Nhâm Dần có cuộc đời thời tiền vận gặp rất nhiều khó khăn, đến thời kỳ trung vận thì sẽ có nhiều thay đổi về chuyện tình duyên và hạnh phúc cả đời, thời kỳ hậu vận mới tạo được cơ hội thuận tiện cho cuộc sống lẫn sự nghiệp. Vào tiền vận, nữ tuổi Nhâm Dần phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn, công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi thì lên cao, khi xuống thấp, nhưng bù lại gia đình được êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Đối với đàn ông tuổi Nhâm Dần, họ là người có trí tuệ, càng lớn tuổi kiến thức càng sâu rộng, thích hợp với vai trò làm thầy, làm cha. Nam mệnh có nhiều tự tin nơi tài trí của mình, ít khi bằng lòng với hiện tại, thường bỏ đây, bắt đó, đứng núi này, trông núi nọ, nên cuộc đời có nhiều biến động, từ đầu tư sự nghiệp cho đến gia đình. Với dáng vóc thanh tú, nói chuyện vui vẻ, được lòng người, đã góp phần lớn vào sự thành công trong thời tiền vận, nhưng bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn là làm việc, nên sự nghiệp chóng tàn, phải bôn ba, trôi nổi nhiều nơi, trung niên mới tạm ổn định. Nếu biết tu tâm dưỡng tính, lấy lòng chân thật mà đối xử, thì sự nghiệp càng hưng thịnh, nếu không thì tuổi già cũng còn lận đận, phải nhờ con cháu mà an nhàn. Nhâm Dần sinh 1962, có một cuộc đời gặp khá nhiều sự may mắn. Khi tuổi còn nhỏ, số bản mệnh tuổi Nhâm Dần đã có phúc đức, cho nên cuộc sống cũng sẽ có nhiều cơ hội thuận tiện để có thể hoàn thành sự nghiệp dễ dàng hơn. Ở trung vận thì đã có thể thấy được kết quả của sự nghiệp, về hậu vận thì sẽ được thảnh thơi an nhàn và sung sướng. Có kết luận chắc chắn rằng tuổi Nhâm Dần sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong cuộc đời, không mấy khi gặp cực khổ hay rủi ro, mà trái ngược lại được những nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Những năm khó khăn nhất của bản mệnh tuổi Nhâm Dần là các năm ở độ tuổi như lúc 25 tuổi, 37 tuổi, 44 tuổi và 50 tuổi. Vào những năm này, bản mệnh thường hay bị hao tài bệnh tật, cho nên tránh không làm ăn lớn, hoặc không nên kết hợp làm ăn với người khác và cũng không nên thực hiện những việc có tính cách mà nó quyết định cho vận mệnh. Về đường công danh và sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần, có phần tốt đẹp vào thời kỳ trung vận. Vào thời kỳ này, thì phần gia đạo được đầy đủ và nhiều êm ấm. Điều này có thể tạo được một cuộc sống hạnh phúc trọn đời với bạn đời của mình. Sự nghiệp và công danh của quý mệnh cũng sẽ được vững chắc và gặp khá nhiều thuận lợi từ 63 tuổi trở đi. Tiền bạc cũng được dồi dào hơn, cuộc sống cũng trong sự sung túc và ấm no hơn. Và sau đây sẽ là chi tiết các phương diện cuộc sống của Nhâm Dần, sinh năm 1962, trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 như sau. Đầu tiên là về phương diện sự nghiệp. Khác với tử vi Nhâm Dần 1962, bước sang 3 tháng giữa năm 2024,
Nhâm Dần thoát khỏi Thái Tuế, lại không gặp mối quan hệ xung quanh nào với địa chi của năm, nên Nhâm Dần có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm sau một thời gian đầy chật vật trước đó. 3 tháng giữa năm Giáp Thìn 2024 cũng đánh dấu bước trở mình của quý mệnh ở phương diện công danh sự nghiệp, khi được khá nhiều các tinh hậu thuẫn, dù ở môi trường nào, thì Nhâm Dần cũng hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình. Được cả sao chính ấn và chính quan chủ về công danh chiếu mệnh, đây sẽ là cơ hội để Nhâm Dần lấy lại những gì đã mất trong năm 2023 trước đó. Có thể thấy quý mệnh đang tự tạo động lực cố gắng cho bản thân, bởi nếu không tự mình có đam mê, thì sẽ rất khó có ai hay việc gì đó chủ lực để khiến cho Nhâm Dần thay đổi suy nghĩ. Trong năm, quý mệnh cũng khá hăng hái khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân, qua đó khẳng định vị trí của mình. Nếu được trao cơ hội bồi dưỡng, hãy nên nắm chắc để trang bị cho mình những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, đừng ngại va chạm, bởi phải có va chạm và cạnh tranh thì mới dần tốt lên mỗi ngày được. Với sự xuất hiện của sao Thái Dương cát tinh này, sẽ có lợi cho nam mệnh hơn là nữ mệnh trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Nhờ vậy mà Giáp Dừng có thêm sự xông xáo, dám nghĩ dám làm, dám đánh đổi để theo đuổi mục tiêu. Tưởng chừng mọi thứ cứ tiếp tục suôn sẻ như vậy, nhưng sao ngũ hành của Nhâm Dần lại tương khắc với ngũ hành lưu niên, nên khó khăn cũng có thể ập tới bất cứ lúc nào, nhất là vào những thời điểm chủ quan, lơ là. Đặc biệt, năm nay Nhâm Dần còn bị sa trực phù chiếu, sự đa nghi của bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nên khó có tin tưởng vào người khác trong quá trình làm việc chung, nên có thể bỏ lỡ những cơ hội hợp tác tốt đẹp. Quý mệnh có xu hướng muốn tách biệt làm việc độc lập, bởi cho rằng mọi thứ mình làm chỉ có bản thân mới hiểu rõ và nắm chắc, có bàn tay người khác nhúng vào, rất dễ nảy sinh xung đột. Song cũng bởi thế mà mọi việc tự thân một mình phải cố gắng, đôi khi vất vả mà còn không được ghi nhận xứng đáng. Vì sức người có hạn, Nhâm Dần cũng nên tiết chế cảm xúc, chớ nên nóng nảy trong cách hành động, trong làm việc và lời nói. Dù muốn thể hiện quan điểm của mình tới đâu, thì cũng nên chú ý hoàn cảnh, kẻo rước thị phi vào người. Về phương diện tài lộc, tử vi 3 tháng giữa năm Giáp Thìn 2024 dự báo, về phương diện tài lộc dù trong năm không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của Nhâm Dần không đến mức đáng ngại, vẫn có cơ hội kiếm tiền đầy túi nếu thực sự kiên trì và tỉnh táo. Với người làm cố định, công việc cũng ổn định, nên thu nhập của những chú hổ cũng được đảm bảo, chỉ cần chăm chỉ thì không lo thiếu ăn thiếu mặc. Bên cạnh đó, quý mệnh cũng nên quản lý chi tiêu cho hợp lý, tiền bạc thì sẽ được coi là rủng rỉnh, công việc làm ăn kinh doanh trong 3 tháng giữa năm, túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về. Quý mệnh cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hoặc là đầu tư mới, đặc biệt là những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Những khoản đầu tư ban đầu có vẻ đầy hứa hẹn đấy, nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà quý mệnh không lường trước hết được. Khi có những quyết định quan trọng thì đừng nhìn ở hiện tại mà phải tìm hiểu kỹ càng trước khi đưa ra quyết định nhé. Cẩn thận không bao giờ là thừa. Nó sẽ giúp quý mệnh hạn chế nhiều rắc rối, nhất là khi có người có nhiều kinh nghiệm can ngăn, thì đừng cố làm ngược lại để thể hiện bản thân. Trong lúc này, vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, chính vì thế, trong năm cũng nên hạn chế tối đa việc cho vay mượn. Về phương diện tình cảm, gia đạo, xem ngũ hành dự báo, đường tình duyên của Nhâm Dần sẽ đối mặt với khá nhiều trở ngại. Trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch này, dù là người có đôi có cặp, hay đang độc thân, đều có những nỗi buồn tuổi khó chia sẻ. Với các cặp đôi hiểu lầm liên tục xảy ra, nhưng chưa tháo gỡ kịp thời, có thể là nguyên nhân phá hỏng mối quan hệ tình cảm của quý mệnh với nửa kia. Nếu có thể tránh những chủ đề nhạy cảm của cả hai ngay từ đầu, thì vấn đề có lẽ đã không nghiêm trọng đến vậy. Đáng lo ngại hơn cả là dấu hiệu của người thứ ba xuất hiện, cố gắng chen chân vào giữa hai người. Khi khoảng cách giữa đôi bên ngày càng lớn, những trận giận hờn chính là cơ hội tuyệt vời để những kẻ đó phá hoại tình yêu mà cả hai đã vất vả xây dựng lên. Còn với người độc thân, dù có một vài cơ hội hẹn hò, song mọi chuyện vẫn chưa đi tới đâu. Bản thân Nhâm Dần cũng không đủ kiên nhẫn ở giai đoạn đầu của cuộc tìm hiểu, nên mọi thứ diễn ra phải kết thúc chóng vánh. Có vẻ như quý mệnh sẽ sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, có tính ràng buộc vào lúc này. Nhưng nếu cứ vui chơi qua đường rồi thôi, có thể sẽ làm tổn thương và bỏ lỡ người thật sự yêu thương mình. Quý mệnh cần có trách nhiệm hơn với cảm xúc của bản thân. Về phương diện sức khỏe, Nhâm Dần có thể gặp tình trạng lao lực do làm việc quá sức,
mải mê quá với công việc mà bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, hãy nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, đặc biệt là chớ nên bỏ bữa, dù bận rộn đến đâu, bởi thói quen xấu này có thể gây ra nhiều hệ lụy cho dạ dày và đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, Nhâm Dần cũng nên chú ý vận động, luyện tập thể thao, vì lười vận động sẽ không tốt, nhưng vận động quá sức cũng sẽ hại sức khỏe. Hãy nên tập luyện cân bằng và phù hợp để đảm bảo thể trạng ổn định, hạn chế chấn thương và nguy cơ bệnh tật. Ngoài ra, trong thời gian này, cần chú ý đi đứng cẩn thận, hạn chế tới những nơi sông nước hay đèo cao vực sâu, nhiều âm khí, kẻo vong thần gây họa. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Nhâm Dần 1962 trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuổi Nhâm Dần tháng 5 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tuổi Nhâm Dần âm lịch cho thấy, giữa bộn bề cuộc sống, nhưng Nhâm Dần vẫn tìm ra hướng đi phù hợp cho mình nếu đủ kiên nhẫn và nhanh nhẹn. Vì thế, hãy kiên trì với con đường mình đã chọn và thực hiện đến cuối cùng quyết tâm đã đề ra. Sự khéo léo rất quan trọng trong thời điểm này. Khi quý mệnh tương tác tốt với đồng nghiệp, tiền bối, khách hàng thì sẽ có một tháng mới làm việc ưng ý. Đây cũng là lúc mà các mối quan hệ ổn định sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với mọi người xung quanh, tăng cường kết nối và bày tỏ ý kiến, cảm xúc của bản thân. Đây cũng là thời gian tốt để tìm hiểu những cơ hội mới cho đời sống tình cảm hay hợp tác công việc. Nên lưu tâm đến điều tiết kế hoạch thời gian, đừng để vấn đề trở nên rối rắm do khối lượng công việc vượt quá tầm kiểm soát. Hãy học cách tin tưởng vào khả năng của bản thân, sử dụng tư duy, lý trí để đo lường các vấn đề thực tế và tìm hiểu hướng đi thuận lợi cho mình. Chính tài mang lại tài lộc vô cùng rực rỡ cho Nhâm Dần trong tháng mới, nên việc đầu tư có lợi cho quý mệnh. Lúc này tứ lục bay về phương Tây Bắc, cần học cách kiềm chế cảm xúc trong việc mua sắm. Dù mức thu nhập cao hay thấp cũng không quan trọng bằng việc tiết kiệm, dù được bao nhiêu tiền trong tay cũng không có nghĩa là thoải mái chi tiêu đâu nhé. Lúc này bạn nên thận trọng trong chi tiêu, tránh mua bán quá mức gây tốn kém. Do ngoại cảnh tác động khiến cho Nhâm Dần gặp một số vấn đề trong đời sống tình cảm hay nghĩ ngợi nhiều về quá khứ, nên rạch ròi quá khứ và hiện tại, cải thiện những hiểu lầm, tránh mâu thuẫn nảy sinh trong chuyện tình cảm. Nhâm Dần cũng cần học cách làm dịu những lo lắng, áp lực nội tâm, đừng tự làm tổn thương mình. Đây là tháng Nhâm Dần đầu tư nhiều hơn vào tình cảm, vào các mối quan hệ trong gia đình như cha mẹ, con cái, anh chị em. Đây là giai đoạn cảm xúc được cải thiện đáng kể, giúp tìm kiếm những mối quan tâm mới. Tuy nhiên, đừng quá u mê, vướng mắc vì những gì bản thân kỳ vọng, thường dễ gây thất vọng. Tử vi tuổi Nhâm Dần âm lịch cho thấy ngũ hành tương sinh, nên sức khỏe của Nhâm Dần đã cải thiện rõ rệt trong thời gian này. Có thể đã có kế hoạch điều chỉnh sức khỏe phù hợp với bản thân. Nhiều người hoàn thành được mục tiêu giảm cân của mình một cách rực rỡ, lấy lại được eo thon và vóc dáng gọn gàng. Nên lưu ý, thời điểm này không có lợi cho sức khỏe của trẻ em và người cao tuổi, nhất là người lớn tuổi, rất dễ xảy ra tình trạng mạch máu khó thông suốt. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Thìn, màu sắc may mắn là màu đen, con số phát tài là số 77 và số 91. Tiếp theo là tử vi tuổi Nhâm Dần tháng 6 âm lịch 2024. Tuổi Nhâm Dần âm lịch thấy rằng quý mệnh có cơ hội gặp nhiều điều tốt lành, bởi có cát tinh nâng đỡ, dù làm việc gì cũng trôi chảy thuận lợi bất ngờ, chỉ cần bỏ công sức ra làm việc thì ắt thu được kết quả cao. Công việc của Nhâm Dần tiến hành trôi chảy, hành thông trong khoảng thời gian tháng 6 âm lịch này, một phần là nhờ sự cố gắng nỗ lực của chính mình, một phần là nhờ vào các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Quý mệnh vốn là người cởi mở, làm việc có trách nhiệm nên nhận được sự tin tưởng của nhiều người, vì thế khi gặp khó khăn, sẽ không thiếu người giúp đỡ hoặc đưa ra các ý kiến đóng góp. Quý nhân xuất hiện, trao thêm những cơ hội để Nhâm Dần có thể khẳng định bản thân, nếu nhanh chóng nắm bắt thì cơ hội thăng chức tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Thương quan và dịch mã khuyên rằng, càng chăm chỉ, cần cù bao nhiêu, thì công việc sẽ gặt hái được nhiều thành tích cao bấy nhiêu. Với người đã theo nghiệp học, hành nghiên cứu, nguyệt mã và thiên vu giúp quý mệnh luôn có đầu óc minh mẫn, sáng tạo, tiếp thu kiến thức nhanh chóng. Tam hội giúp cho Nhâm Dần có nhiều cơ hội để hái ra tiền trong tháng 6 âm lịch này. Quý nhân thường giới thiệu cho nhiều đối tác khách hàng triển vọng. Khi gặp được người phù hợp, quý mệnh có thể nhanh chóng ký kết hợp đồng,
để đôi bên có thể cùng hợp tác và phát triển nhanh hơn. Người làm ăn buôn bán, luôn chăm chỉ, cần mẫn với công việc, ắt cũng sẽ thu được một khoản kha khá. Nhâm dần nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nên ai mua một lần, rồi cũng sẽ muốn quay lại. Nếu có thể, Quý Mệnh có thể suy nghĩ mở rộng thêm quy mô kinh doanh hoặc là các mặt hàng khác để thu hút đối tượng khách hàng mới. Với những thành tích xuất sắc trong công việc, người làm công ăn lương có túi tiền rủng rỉnh, do tiền lương, tiền thưởng là điều hiển nhiên, khi đó có thể suy nghĩ sử dụng khoản tiền này một cách hợp lý, sẽ khiến đồng tiền tiếp tục sinh sôi. Dưới sự tác động của dịch mã và huyệt mã, thì Quý Mệnh sẽ phải khá vất vả nếu muốn kiếm được khoản tiền như ý. Tuy nhiên vì không vướng phải rắc rối do kẻ xấu gây ra, nên chỉ cần cố gắng hết sức, chứ không cần quá đề phòng xung quanh. Hãy luôn cổ vũ bản thân, rồi chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Nhâm dần có thể sẽ được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng trong thời gian này, nhưng kết quả của những cuộc gặp gỡ này như thế nào còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau. Nếu bạn còn độc thân, thì chớ nên quá kiêu ngạo và đặt ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia trong tương lai. Hãy nên hiểu rằng, trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo hay phù hợp 50% với mình. Chính vì thế, thay bằng việc tìm kiếm người tình trong mộng, thì nên để ý đến người thật lòng quan tâm đến mình, cũng không nên quá mải mê với công việc mà quên mất việc để ý tới việc tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Hãy bớt chút thời gian rảnh để quan tâm đến người này, người khác, mở rộng thêm các mối quan hệ. Tử vi tháng 6 Nhâm Dần âm lịch thấy rằng thái độ tích cực chủ động sẽ giúp Quý Mệnh nhanh chóng tìm ra nửa kia phù hợp với mình. Tình cảm của các cặp đôi lại có dấu hiệu khá lạnh nhạt. Trong khoảng thời gian này, chủ yếu là vì Quý Mệnh quá bận rộn với công việc nên không có thời gian chăm sóc người ấy. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, có thể người ấy sẽ phải chịu tổn thương vì cho rằng tình cảm đối với mình đã phai nhạt. Vì thế dù bận rộn thế nào, hãy tranh thủ thời gian trò chuyện, nhắn tin hỏi han đối phương. Tin rằng những hành động này sẽ giúp mối quan hệ phát triển đi lên nhanh chóng. Điều đáng mừng trong khoảng thời gian này là tình hình sức khỏe của Nhâm Dần khá ổn định, tuy có những khi hơi vất vả một chút, nhưng vẫn luôn tìm thấy động lực để vươn lên, khiến tinh thần hăng hái, đẩy lùi sự mệt mỏi. Song như vậy không có nghĩa là có thể để xem nhẹ sức khỏe của mình, dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, thì cũng cố gắng sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, đừng cố gắng quá, sẽ tạo sức áp lực cho cơ thể. Nếu có thời gian rảnh, hãy thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, sẽ giúp đẩy lùi trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch, khiến tinh thần luôn thoải mái nhẹ nhõm, đẩy lùi căng thẳng. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Thân, màu sắc may mắn là màu xanh lá cây và màu nâu, con số phát tài là số 59 và số 63. Cuối cùng là tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Nhâm Dần. Đây là tháng mà mọi việc tiến triển rất thuận lợi, Quý Mệnh khá tự tin trong việc thực hiện mọi kế hoạch vì chúng đều là những thế mạnh, là nhiệm vụ quen thuộc của Quý Mệnh bao lâu nay. Sự uy tín mang lại cho Quý Mệnh nhiều lợi thế, điều không ngờ tới nhất đó là ngay cả những đối thủ trước đây giờ cũng trở thành đồng minh. Thậm chí nếu còn độc thân thì mối quan hệ với đối tác có thể tiến lên mức tình cảm thân mật hơn. Vậy những ai đang muốn thay đổi công việc thì lúc này cũng được xem là thời điểm thích hợp để thử thách bản thân ở vị trí mới. Khó khăn ban đầu là điều cần thiết để có thể trở nên trưởng thành hơn mà thôi. Đừng quá lo lắng, mọi cánh cửa mở ra lúc này đều dẫn tới con đường tươi sáng theo nhiều cách khác nhau. Đừng chần chừ nữa, sẽ để cơ hội đi qua rồi sau này sẽ cảm thấy tiếc nuối đấy. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn bị ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh, dự báo họa khẩu thiệt thị phi. Có người ghen tức với cuộc sống thuận lợi của Quý Mệnh, nỗi lo lắng vẫn vơ về những kẻ gây hại cho mình có thể sẽ khiến cho tinh thần không dễ chịu cho lắm. Nếu muốn dứt bỏ cảm giác căng thẳng, hay tốt nhất là tìm cách giải quyết chúng ổn thỏa, nhờ thế mới có thể yên ổn và tập trung lo lắng cho công việc khác. Đừng quá quan tâm tới những lời bàn tán xôn xao vô căn cứ, sẽ khiến cho những kế hoạch bị trì hoãn đấy. Quý Mệnh có thể yên tâm rằng, sự tận tụy siêng năng sẽ được đền bù xứng đáng, miễn là cứ không ngừng trau dồi kiến thức, thì chắc chắn sẽ có thể tiếp sức trên con đường sự nghiệp. Nhâm Dần càng hay nóng tính, khó kiểm soát cảm xúc thì tiền bạc càng dễ bị tiêu tán trong tháng này. Khi có những quyết định vội vàng, trong lúc không bình tĩnh, nếu Quý Mệnh điềm đạm hơn, soi xét vấn đề cẩn thận hơn thì sẽ tránh được một số mối họa lớn. Người làm công sở, tự cao, tự đại thì sẽ khiến cho đồng nghiệp sinh lòng ganh tức mà bày mưu tính kế hãm hại. Lúc bị phạt sẽ ảnh hưởng tới lương thưởng, có hối hận cũng không kịp nữa rồi, vì có giải thích cũng không ai tin.
Thiên quang dự báo có những rủi ro khó lường, nên ngay lúc này quý mệnh không được chủ quan. Dù là những khoản kinh doanh đầu tư mà quý mệnh từng cảm thấy quen thuộc bao lâu nay, với những việc liên quan tới giấy tờ cũng dễ để xảy ra sai sót hơn bao giờ hết. Hãy nhìn nhận lại là mình đang để xảy ra lỗi ở đâu, do đó tốt hơn hết là nên nhờ ai đó kiểm tra lại trước khi chuyển khoản hay gửi hợp đồng đi. Việc quý mệnh quyết liệt trong các cơ hội đầu tư là cần thiết, nhưng đôi lúc cũng cần biết lùi lại một chút, nhất là thời điểm này, cây càng cao thì gió càng lớn, lùi một bước để có thể tiến ba bước cơ mà. Nhưng may mắn là có nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh nên sẽ giúp con giáp tuổi Dần, dù là người nóng nảy đến mấy cũng trở nên ôn hòa hơn, không chỉ là con giáp giỏi ăn nói mà còn thể hiện là người thông minh và hiểu chuyện, nên không chỉ giảm thiểu rủi ro về tiền bạc mà còn có thể là nguồn năng lượng tích cực cho tuổi Dần trong tháng này. Nhờ có thiên tả phù giúp đỡ, gia tăng thêm phần tốt chống đỡ lại các hung tinh chẳng mang tới điểm xui xẻo, nên vận trình tình cảm của nhâm dần càng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Thời điểm này, các cặp đôi từng có những căng thẳng, mâu thuẫn, cảm thấy xa cách thì nay có cơ hội hàn gắn. Khi họ đã ngồi bên nhau trò chuyện và góp ý cho nhau với thái độ cầu tiến, họ càng cảm thấy trân trọng hơn nữa tình cảm mà đối phương đang dành cho mình. Nhiều cặp đôi từng xa cách vì khoảng cách địa lý thì nay có cơ hội gặp gỡ, gia tăng sự kết nối. Khi hai người có cơ hội ở bên nhau và trải qua những kỷ niệm đẹp đẽ cùng nhau thì vận trình tình cảm của nhâm dần lúc này không có gì đáng lo ngại cả. Bên cạnh sức khỏe thì không có lý gì mà đời sống tình cảm không vui vẻ cả. Ngũ hành tương sinh giúp cho người độc thân tin tưởng vào tình cảm tốt đẹp sẽ tốt lên khi mà nhìn thấy được người xung quanh đang sống trong hạnh phúc. Thời điểm này, mặt tình cảm của các cặp đôi vẫn còn rất thăng hoa, thậm chí là còn có những kế hoạch xa hơn cho tương lai của cả hai. Theo phong thủy phi tinh, tháng này Tam Bích bay về phương Bắc dự báo, trong nhà có người di chuyển hoặc đi công tác xa nhà, việc di chuyển thường xuyên có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, nên có thể chuẩn bị một số các loại thuốc cần phải có để đề phòng khi cần nhé. Khi đi xa, điều lưu ý trong tháng này đó là chớ nên ăn những đồ ăn lạ, kẻo sẽ dễ bị đau bụng hay ngộ độc, ưu tiên mang theo đồ ăn khô như là bánh mì, lương khô, từ nhà đi sẽ đảm bảo an toàn hơn cho quý mệnh. Nhìn chung thì đây là tháng mà tình hình sức khỏe của nhâm dần khá ổn định, quý mệnh đã duy trì được lối sống lành mạnh và thấy được những cải thiện đáng kể. Với những ai mà chưa có được ý thức tốt trong việc chăm sóc bản thân thì cũng nên bắt đầu tìm hiểu, hãy lắng nghe cơ thể mình để vì đó mà biết sạc lại năng lượng trước khi chuẩn bị cho những dự án mới ở tháng giữa năm 2024 quan trọng này. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Thìn, màu sắc may mắn là màu cam và xanh lá, con số may mắn là số 95 và số 67. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, vượt qua ba cạm bẫy này của nhân sinh, bạn sẽ tránh được một cuộc đời tầm thường. Nhân sinh trên đời, rất nhiều chuyện sẽ không thuận buồm xuôi gió, đều sẽ gặp phải một chút khó khăn trở ngại. Nhưng mà cổ nhân cũng có câu, thấy đủ thường đủ cả đời không nhục, biết dừng thường dừng cả đời không thẹn. Ba cạm bẫy mà người thường mắc phải, có lẽ là lời nói, tức giận và dục vọng. Nếu có thể nắm vững được ba điểm này, thì cuộc đời cũng sẽ không tầm thường, kiếp nhân sinh, vậy là cũng không uổng phí. Nói ít nhìn nhiều, tùy mặt gửi lời, trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi lại, thị phi chỉ vì mở miệng nhiều, gây chuyện thị phi, phần lớn là bởi vì nói nhiều không chịu ngồi yên. Cổ nhân đã từng nói, nước đổ khó hốt, lời nói ra cũng giống như bát nước đã đổ đi, không cách nào có thể thu lại được nữa, muốn nói gì trước tiên phải suy nghĩ cho kỹ. Lão Tử nói, chớ nói nhiều sai nhiều, trong Kinh Dịch cũng có nói, người hiền từ nói ít, người nóng nảy nói nhiều, lời nói dường như buông ra thật dễ dàng, nhưng nếu không tế nhị, suy nghĩ kỹ một chút, không để ý tới sắc mặt của người khác khi nói chuyện, có khi kết cục lại tự rước họa vào thân. Nói tùy tiện, không kiêng nệ gì ai, cũng không cần biết người khác như thế nào, đây là sai lầm lớn nhất của kiếp nhân sinh. Tránh tức giận, học cách nhẫn nại. Trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi lại, nhẫn được cơn giận một lúc, tránh được mối lo trăm ngày. Chữ nhẫn, ở trên là lưỡi dao, dưới là trái tim, dù cho có đau đớn như dao cứa vào tim, thì người làm việc đại sự cũng không thể tức giận. Gia Cát Lượng trong lần Bắc phạt cuối cùng từng giằng co với Tư Mã Ý cả trăm ngày. Trong lúc Gia Cát Lượng nhiều lần khiêu chiến, Tư Mã Ý cố thủ không chịu ra ứng chiến. Gia Cát Lượng không còn cách nào, mới phái người đưa sang cho Tư Mã Ý một bộ quần áo của đàn bà. Nhưng Tư Mã Ý vẫn có thể nhẫn nhịn được,
mà không thèm để ý đến. Người bình thường gặp phải tình huống này thì sẽ không thể chịu được mà nổi xung lên. Mấy ngày sau thì ra Cát Lượng mắc bệnh mà chết trên Gò Ngũ Trượng, quân Ngụy không chiến mà thắng. Sau trận chiến này, Tư Mã Ý đạt được danh vọng chưa từng có, dần dần nắm giữ quyền hành của Ngụy Quốc, đặt nền móng cho triều đại nhà Tấn. Thử nghĩ nếu Tư Mã Ý không nhẫn nại được, rơi vào cái bẫy khiêu chiến của Gia Cát Lượng, vậy thì kết cục của ông chắc chắn sẽ không thể tốt được như thế. Tuân Tử từng nói, nộ bất quá đoạt, hỉ bất quá dư, ý tức là lúc tức giận cũng phải có chừng mực, khi vui vẻ cũng không được quá phận, dù là lúc nào cũng phải nhớ rằng không thể chỉ vì một sự tình mà khiến cho cảm xúc bị chi phối, phải nhẫn nhịn được cái tâm tình của bản thân, đây chính là tu dưỡng, cũng là một loại đạo xử thế, dễ nóng giận thì sẽ không thể nhẫn nại được, lòng dạ hẹp hòi, đây là sai lầm thứ hai của kiếp nhân sinh. Tham lam vô độ, bị dục vọng khống chế, trong Tăng Quảng Hiền Văn có ghi, thấy đủ thường đủ, cả đời không nhục, biết dừng thường dừng, cả đời không thẹn, người biết đủ sẽ rất vui vẻ hạnh phúc, bởi vì bọn họ sẽ không bị dục vọng làm vấy bẩn, cũng sẽ không bị dục vọng sai khiến, khi làm việc gì không thể vì chút dục vọng mà làm cho đến tuyệt tình, làm gì cũng phải lưu lại một chút khoảng trống, như vậy mới không tạo thành sai lầm, để rồi phải hối hận mãi về sau. Dục vọng là từ đâu, sự nhục nhã từ đâu mà có, cũng chỉ là hai chữ biết đủ, Lão Tử từng nói, biết đủ thì không nhục, biết dừng lại thì không nguy, thế mới có thể lâu dài, những lời này chính là nói người ta, sống thì phải biết đủ, người không biết đủ thì sẽ trở nên tham lam, cứ cố gắng lao đầu về phía trước, như vậy thì cách tai họa cũng không còn xa nữa. Có câu rằng, thân hậu hữu dư vong xúc thủ, nhãn tiền vô lộ từ hồi đầu, tạm dịch, sau lưng có đường lui nhưng không chịu buông tay, trước mắt muốn quay trở về cũng không còn lối, câu nói ấy thật sâu sắc, là một lời ám chỉ của người xưa, chẳng phải nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác đó sao? Khi bị dục vọng điều khiển, biết rõ phía trước là vực sâu thẳm, nhưng vẫn cứ nhắm mắt làm liều, không chịu dừng lại, hãm sâu vào nơi tăm tối, đến lúc bị dục vọng khống chế, thì hối hận cũng đã muộn. Trong Đạo Đức Kinh cũng có nói, yêu nhiều ắt sẽ tổn nhiều, chất chứa nhiều ắt sẽ mất nhiều, nếu không kịp thời khắc chế dục vọng, thì đâu chỉ có mất và tổn đơn giản như vậy, tham lam vô độ, không biết tiết chế, bị dục vọng điều khiển, đây chính là cái bẫy thứ ba của kiếp nhân sinh, đời người phiền não, không kể hết được, chỉ cần nhẫn được thì ngày mai trời lại sáng, thân nơi bóng tối gặp phải nghịch cảnh, cũng không được ủ rũ, tĩnh tâm lại tìm ra nguyên nhân phía trước sẽ là bầu trời xanh. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5, 6-7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, cho người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.